Con phải cẩn thận nhé, con phải thăng về nhé, con nhớ được không? Đi cẩn thận nhé. Ini sendiri dia.
Ah.
Hãy subscribe cho kênh Triệu Thi Mui để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đan đèn à? Giờ thật cố nhá. Con ngủ nghe sướng. Con ngủ nghe sướng.